Bây giờ 5 giờ sáng. Bây giờ mình sẽ lên xe để đi lên cái chỗ ca đó. May mình chắc lên trên đấy rồi mình cũng có thể là ở lại 2 ngày để đi đi tìm người với lại nữa. Bây giờ xe cũng sắp đến rồi, mình sẽ đi đi lên đấy và có thêm một người để lái máy bay người lái. Mình sẽ đánh hết rồi đón người đấy đi đi luôn. Mình cũng vừa mới đến các bạn, chắc là mới chờ một chút nữa mới sang bên đảo được. Từ này không biết là chắc họ cũng không có ở lại qua ngày đâu, chắc là đi được một ngày đâu. Trời hôm nay cũng may mà mát trời. Không biết sao đi đấy là có gặp được tao. Tí nó phải bay lại cam. Tắt đi, cầm đi thôi. Mình chuẩn bị đi ra cái đảo của Kaka. Cái nơi đảo mà tại Kaka đấy. Nè đi. Mặc cái áo. Các bạn chuyên viên bay về Flycam nhá. Đấy, bạn ấy sẽ dùng máy bay không người lái Flycam để tìm Kaka cho trong đó. Ngồi cẩn thận nhá. Đấy, tôi chỗ cái đầu thuyền đấy, thấy không? Cả một cái áo nó bằng ra tiền. Mà mấy cái chỗ đang cua đó hả? Cái không cái ngoài đây nữa này. Cái mép cua đó. Ở trong ngoài này. Thì có được sức nhiều có quay ngắm. Rồi cập bến rồi lên đảo.
mình phải đi lại cái chỗ mà Kaka lại xuất hiện rồi. Cô Kaka.